Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một vấn đề là kế toán tổng hợp trong phòng kế toán thì làm những cái công việc gì. Thì trong phòng kế toán của mình nó bao gồm kế toán trưởng nữa. Thì kế toán tổng hợp sẽ làm công việc gì? Đúng không các bạn? Như vậy trong phòng kế toán là thứ nhất là gồm có kế toán trưởng nè. Dưới kế toán trưởng thì có kế toán tổng hợp. Và dưới kế toán tổng hợp là kế toán từng phần hành. Thì kế toán từng phần hành á thì nó sẽ làm phụ trách từng phần hành, ví dụ kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán thanh toán, kế toán công nợ phải thu. Như vậy kế toán từng phần hành tức là người ta chỉ theo dõi những cái tài khoản nào mà người ta phụ trách thôi. Rồi được chưa các bạn? Những cái tài khoản còn lại mà kế toán phần hành không làm thì kế toán tổng hợp sẽ làm. Rồi các bạn hiểu nôm na như vậy, kế toán tổng hợp là kế toán sẽ review lại tất cả, sẽ kiểm tra lại tất cả kế toán từng phần hành đang làm. Những cái phần hành nào mà kế toán từng phần hành chưa làm thì kế toán tổng hợp sẽ làm. Rồi hiểu nôm na là như vậy, các bạn rõ chưa? Ok, thì dưới đây á là tôi sẽ nói kế toán tổng hợp sẽ làm những cái công việc gì cho các bạn rõ nè. Thì kế toán tổng hợp á sẽ chịu sự giám sát của kế toán trưởng, chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng. Cái lúc này đó là kế toán trưởng chỉ là làm sao các bạn yêu cầu kế toán tổng hợp lập báo cáo thôi và đi họp thôi, kế toán trưởng vai trò như vậy thôi các bạn, vì tất cả là kế toán tổng hợp đã làm rồi. Lúc này kế toán trưởng sẽ không có đụng tới cái vấn đề hạch toán đã có nữa, mà kế toán tổng hợp người ta làm, kế toán trưởng chỉ sao đi họp hành thôi. Rồi rõ chưa? Thì kế toán tổng hợp nè sẽ phân công trực tiếp cho kế toán từng phần hành, gồm tổ chức hạch toán kế toán cũng như sắp xếp chứng từ cho kế toán từng phần hành, tức là tổ chức bộ máy trong cái phòng kế toán là do kế toán tổng hợp sẽ làm, mà kế toán trưởng làm sao chỉ quản lý kế toán tổng hợp thôi, chứ không nên mà làm sao chỉ đạo trực tiếp, được chưa? Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng chỉ họp với lại kế toán tổng hợp thôi, họp là thống nhất là cái cách làm thôi, rồi sau đó kế toán tổng hợp triển khai cái ý tưởng của kế toán trưởng, chứ không, chứ kế toán trưởng không nên chỉ đạo trực tiếp, không nên chỉ đạo trực tiếp kế toán từng phần hành làm, mà tất cả là phải do kế toán tổng hợp chỉ đạo trực tiếp để cho nó thể hiện vai trò của kế toán tổng hợp ở đây. Chứ còn mà cái khúc đó thì kế toán từng phần hành làm sao các bạn, người ta mới làm theo ý của kế toán tổng hợp được. Còn mà kế toán tổng hợp chỉ một đường, kế toán trưởng chỉ một nẻo thì cái khúc đó là nó sẽ rất là rắc rối. Kế toán trưởng chỉ họp với kế toán tổng hợp thôi, rồi kế toán tổng hợp sẽ làm sao, sẽ triển khai cái ý tưởng của kế toán trưởng. Rồi được chưa? Tùy theo mô hình của mỗi công ty mà kế toán tổng hợp sẽ làm những công việc khác nhau. Tuy nhiên có thể khái quát những công việc mà kế toán tổng hợp sẽ làm nè. Thứ nhất là những nghiệp vụ nào mà kế toán từng phần hành đã làm rồi thì kế toán tổng hợp sẽ không có làm nữa, mà chỉ thực hiện chức năng kiểm tra thôi. Chỉ kiểm tra xem kế toán phần hành đã làm đúng chưa để điều chỉnh kịp thời. Rồi, như vậy là những cái phần hành nào mà kế toán từng phần hành đã làm rồi thì kế toán tổng hợp không có làm, mà chỉ có chức năng kiểm tra thôi. Thứ hai nè, sẽ làm những nghiệp vụ mà kế toán từng phần hành chưa làm, ví dụ như nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành, kết chuyển từ loại 5 đến loại 8 và loại 9. Được chưa các bạn? Vậy được chưa? Như vậy những nghiệp vụ nào mà kế toán từng phần hành chưa làm thì kế toán tổng hợp sẽ làm. Ví dụ như nghiệp vụ tập hợp chi phí và tính giá thành, nghiệp vụ kết chuyển từ loại 5 tới loại 8 và loại 9. Ok, để xác định kết quả kinh doanh. Thứ ba là nghiệp vụ thực hiện nghiệp vụ là tính giá xuất kho vào cuối mỗi tháng. Được không các bạn? Thì cái thường thường mà cái tính giá xuất kho này trong phần mềm mình cuối mỗi tháng thì mình vô cái phần mềm mình bấm một cái thôi. Rồi thứ tư nè, thực hiện nghiệp vụ tập hợp chi phí 6216627 mà kế toán từng phần hành đã hạch toán bên bên nợ của 621 6267 rồi. Có nghĩa là bên nợ 616267 là kế toán từng phần hành người ta đã làm rồi. Thì bây giờ kế toán tổng hợp chỉ như sao? Kết chuyển 616267 và 154 để tính giá thành thôi, và thực hiện cái nghiệp vụ nhập kho thành phẩm, tức là mình ghi nghiệp vụ nợ 155
có 1.4 này. Rồi, được chưa các bạn? Thứ năm nè, là kết chuyển doanh thu và chi phí từ loại 5 đến loại 8 và loại 9 để xác định kết quả kinh doanh và tính ra cái số thuế phải nộp cũng như hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Thứ sáu là kết chuyển nghiệp vụ khấu trừ VT đầu vào và VT đầu ra để xác định VT phải nộp. Thứ bảy là lập tờ khai thuế trị tăng, thuế thu nhập cá nhân cũng như tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp và thuế nhập cá nhân cuối năm. Ok. Rồi, thứ tám là lập báo cáo tài chính cũng như là tập hợp những cái báo cáo của kế toán từng phần hành gửi cho lãnh đạo của công ty cũng như gửi cho cơ quan chức năng nhà nước. Thứ chín là lập những báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty, tức là theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng á, kế toán trưởng cứ đi họp về có những cái báo cáo nào kêu kế toán tổng hợp sẽ làm. Thứ 10 là in sổ sách và những chứng từ khác mà kế toán tổng hợp phụ trách để lưu vào file hồ sơ, còn những chứng từ khác thì do kế toán từng phần hành lưu rồi, kế toán từng phần hành nào sẽ lưu chứng từ kế toán phần hành đó. Thứ 11 là cùng kế toán trưởng giải trình cung cấp tài liệu số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, các đoàn thanh kiểm tra khi có yêu cầu, kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục, cải tiến tùy theo từng mô hình đặc thù kinh doanh của công ty. Được chưa các bạn? Thứ 12 nè, nắm thật vững cái chính sách, quy định, quy trình của công ty ban hành cũng như những quy định của luật thuế để hỗ trợ tốt trong quá trình kiểm tra nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty. Tức là mình làm kế toán tổng hợp mình phải nắm được cái quy trình, quy định của công ty cũng như chính sách của nhà nước để mình hỗ trợ cho kế toán từng vận hành trong quá trình mà kiểm tra nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Như vậy là kế toán tổng hợp á sẽ dưới kế toán trưởng và chỉ đạo trực tiếp kế toán từng phần hành thì bộ máy nó mới vận hành được các bạn. Mình làm theo cái cấp cây thư mục như vậy đó. Ok, dễ được chưa các bạn? Rồi, các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi một like, comment và share. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi ra nhiều video hơn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.